Malai ngày nay đấy thì nó là cái loại Malai VIP, Malai chảnh, nhưng mà cái mức độ tàn ác của nó đấy sẽ hơn ngày xưa rất là kinh khủng. Ngày hôm nay chúng ta sẽ làm một cái chương trình đặc biệt. Chúng ta sẽ tổng kết và tổng hợp lại những cái loại ma mà có nhiều nhất trên thế giới này. Đấy, có nhiều nhất trên thế giới này và cực kỳ nguy hiểm và hung dữ. Vậy thì chúng ta sẽ có những loại ma nào? Đầu tiên ấy là ma đói. Ma đói thì quá nổi tiếng rồi. Ma đói còn được gọi là cô hồn hoặc dã quỷ, tội hồn, âm hồn, vân vân. Đấy, ma đói là linh hồn của những người mà chịu đói rét lang thang cơ nhỡ, sống thì không có nơi nhờ và chết thì không có người thờ. Đó. Ma đói thì vì không có cõi nào tiếp nhận cho nên linh hồn của họ đấy lang thang vất vưởng, cho nên họ hay quấy rối cuộc sống của con người. Đó. Và ma đói còn đáng sợ nữa đấy là mỗi một ngày được bổ sung khoảng tầm 2 vạn tư quân. Đấy. Ma đói đấy mỗi một ngày được bổ sung 24.000 gọi là tinh binh nữa. Các bác và các bạn có biết không? Một ngày trên cả thế giới này có khoảng 24.000 người chết đói. Thế thì có nghĩa là mỗi một ngày lực lượng của ma đói đã được bổ sung là 24 tinh binh, 24.000 tinh binh đúng không? Đấy, thực sự là rất là đáng ghê gớm. Một ngày chúng ta có 24.000 người chết đói trên cả thế gian này, trên cả thế giới này. Các bác và các bạn đã bao giờ hình dung ra cái con số này chưa? Và khi tôi nghe được thông tin này đấy thì tôi xiết các con tôi là không bao giờ các con được bỏ thừa những cái thức ăn, đặc biệt là những thứ còn ăn được, phải cố gắng sử dụng thực sự là tiết kiệm. Đó. Khi tôi nghe thông số là một ngày có 24.000 con người chết đói thì đó là lúc mà tôi yêu cầu và khắt khe với các con tôi về vấn đề mà quản lý thức ăn, và chính bản thân tôi cũng vậy thôi. Thứ hai là chúng ta nói đến Malai. Malai thì là cái loại ma mà ban đêm, loại người bình thường ấy, nhưng ban đêm mới hóa ra ma mà đi rút ruột cấu đầu người ta. Đấy, ăn phân rồi rút ruột cấu đầu, rất là kinh khủng đúng không? Đấy, thế nhưng mà Malai ngày nay đấy thì nó là cái loại Malai VIP, Malai chảnh, nhưng mà cái mức độ tàn ác của nó đấy sẽ hơn ngày xưa rất là kinh khủng. Đó là những cái ma mà nó không rút ruột không ấy, mà nó còn rút tim gan, rút thận đi nó bán. Đó, đó chính là cái loại ma mà buôn bán nội tạng. Chúng ta hãy xem qua bảng giá buôn bán nội tạng như thế này. Một cặp thận ấy là 200.000 đô la, tức là 4,6 tỷ. Một lá gan ấy là 157.000 đô la, tức khoảng 3,6 tỷ. Một quả tim là 119.000 đô la, khoảng 2,7 tỷ. Tức là mắt thì một cái giác mạc ấy là 23.000 đô la, khoảng hơn 500 triệu. Còn nhiều cái bộ phận trên cơ thể của chúng ta nữa, từ ruột đến dạ dày cho đến tất cả những thứ, thậm chí là cả cơ bắp và máu của chúng ta đều bán được. Như vậy, một người bình thường sẽ mang trên cơ thể của họ từ 500.000 cho đến 100.000 đô la. Bởi vì sao? Bởi vì đây là cũng một cái bảng giá cũ rồi, và hơn nữa đấy, đây là chỉ là bảng giá phổ biến thôi, chứ chưa phải là những cái bảng giá độc của những cái người mà thuộc nhóm máu hiếm ấy thì còn đắt nữa nha. Tính sơ sơ đã là mười mấy tỷ rồi đấy các bác và các bạn ạ. Cho nên là khi chúng ta con cái chúng ta đấy, chúng ta phải có những cái cách thức quản lý cũng như dặn dò các con để nó tự bảo vệ lấy mình nha. Đây là hai cái loại ma. Loại ma thứ ba ấy là ma men. Ma men thì cái số lượng phải nói là đông khủng khiếp. Việt Nam chúng ta đấy thì ma men cực kỳ nhiều, bởi vì là chúng ta là một trong những quốc gia mà tiêu thụ nhiều rượu bia nhất trên thế giới. Nhưng các bác và các bạn phải nghe như thế, nghe một cái thông tin này thì mới biết rằng cái lực lượng ma men ấy nó kinh khủng, nó đông đảo và nó có cái tác hại gì ghê gớm với quốc gia, với đất nước nha. Tại nước Đức, nơi có 83 triệu người dân, nơi có thu nhập 60.788 đô la trên một đầu người một năm, và tuổi thọ người dân bình quân ấy là 81 tuổi. Đó. À, chúng ta biết là người Do Thái đấy họ chỉ sống khoảng tầm 80,4 tuổi thôi, và thu nhập của họ đấy là 44.400 đô la một năm. Như vậy đấy, người Đức đã vượt qua người Do Thái cả về mức tuổi thọ bình quân và đặc biệt là về thu nhập, họ cao hơn rất là nhiều đấy. Chúng ta cứ hay bị người ta quảng cáo về người Do Thái, nhưng mà tôi thấy cả một đống nước họ vượt trội Do Thái rất là nhiều đó. Và bây giờ không nói về Do Thái với Đức nữa, chúng ta sẽ nói về cái thiệt hại do rượu bia, tức là do ma men gây ra tại nước Đức là như thế nào nhá. Thiệt hại rơi vào khoảng từ 15 cho đến 40 tỷ đô la một năm đấy. Trong khi đó thuế đánh vào rượu bia của nước Đức thu về chỉ khoảng 3,5 tỷ đô la một 3,5 tỷ euro một năm thôi. Doanh thu, tổng doanh thu nhá của ngành rượu bia của nước Đức ấy chỉ khoảng từ 15 cho đến 17 tỷ euro thôi, và một cái lực lượng lao động khoảng tầm 85.000 lao động trong ngành công nghiệp rượu bia đấy.
nước Đức và nơi là một cái đất nước vô cùng văn minh, có thu nhập bình quân đầu người cao hàng đầu thế giới, có tuổi thọ cao hàng đầu thế giới mà nó kinh khủng như vậy. Có khoảng 4,3 triệu người dân Đức bị bệnh nghiện rượu bia, tức là nằm amen ấy, tại nước Đức nhá, đất Đức văn minh đấy. 83 triệu người dân đấy thì có đến 4,3 triệu con ma men, và 30% con ma men là nữ. Thế mới là kinh khủng chứ. Thật sự là rất là kinh khủng. Đó. Ngay ở một quốc gia văn minh như thế, giàu như thế, tuổi thọ cao như thế, thu nhập cao như thế, vượt trội hoàn toàn so với Do Thái nhá. Chúng ta cứ nghe người ta quảng cáo Do Thái làm sao mà ngửi được khói của Đức được nhá. Còn xa lắm. Còn đến tận 16.000 euro 16.000 đô la nữa thì mới đuổi kịp Đức nhá. Đấy, thu nhập bình quân một năm đấy. Rồi, tiếp theo là đến con ma thứ tư, đấy chính là ma túy. Ai, ma túy là cái loại ma mà gây rất nhiều là đau đớn, rất nhiều đau đầu cho biết bao nhiêu gia đình, biết bao nhiêu gọi là vùng quê. Đó. Tại Việt Nam chúng ta theo một cái thống kê sơ bộ thì có khoảng tầm hơn 230.000 người nghiện ma túy. Đấy, còn trên toàn thế giới thì con số này nó rơi vào khoảng tầm 300 triệu người nghiện ma túy trên toàn thế giới. Phải đó là những cái con số hết sức là ghê gớm đúng không? Những cái doanh thu hoặc những cái lợi nhuận về thì không phải biết đâu mà kể rồi. Con số tính bằng bao nhiêu tỷ đô la một năm đấy. Đấy, đây là về con ma thứ tư là con ma túy. Con ma thứ năm là con ma tiền. Đấy, là cái con ma mà cứ đi lừa người ta để lấy tiền của người ta đấy. Con ma này là có tiền là con ma tiền vì nó chuyên đi lừa tiền của người khác. Đó là những cái con ma mà đi lừa đảo tài chính, đi lừa tiền của thiên hạ. Thì con ma này thì nó có rất nhiều hình thức và nó ăn mặc rất là đẹp, lời nói của nó rất hoa mỹ, cho nên chúng ta phải hết sức đề phòng nhá. Con ma tiền này là cái con ma mà nó hết sức là, thứ nhất nó hết sức đẹp trai, lại thêm có tài ăn nói nữa, thành ra là nó càng kinh khủng nhá. Nó mang lời hay ý đẹp đến nó khu môi mũi mép, và nếu chúng ta không có những phân tích, những cái hiểu biết nhất định thì chúng ta rất dễ bị con ma tiền nó quyến rũ, và đi theo con ma tiền này thì chỉ có mà tán ra bại sản thôi các bác và các bạn ạ. Ma tiền này nó hay nói những câu kiểu như là tự do tài chính ấy, hoặc là kiếm tiền thật nhanh, thật nhiều và dễ đấy, rồi đầu tư thì là cái con đường mà để chúng ta không phải làm việc gì nữa đấy. Tóm lại là con ma tiền này, cái con ma này nó nói rất nhiều và nó rất to, và nó hay đấm vào ngực cái kiểu zombie đấy, thì đó là con ma tiền. Đó là cái hình thức chúng ta nhận ra con ma tiền. Con ma tiền ấy là nó nói rất nhiều nhá. Đặc điểm của những con ma tiền ấy là nó nói thật là nhiều, nói rất là nhiều luôn á. Đó thì nó là con ma tiền. Cái con ma, những người ta giúp bạn kiếm ra tiền thì người ta nói ít lắm nhá. Người thực sự mà giúp bạn kiếm ra tiền ấy thì họ nói rất ít, nói rất nhỏ thôi. Và nói cho một mình bạn nghe thôi. Cái con ma tiền nhá, nó nói nó muốn càng nhiều nghe càng người nghe càng tốt. Đấy, càng đông người nghe ma tiền nó càng sướng. Đấy, nó càng nổi tiếng. Cho nên là ma tiền nó là rất là kinh khủng. Chúng ta phải hết sức thận trọng với con ma tiền này. Nếu mà không thì chúng ta sẽ tán ra bại sản ấy. Kiếm được bao nhiêu đồng là nghe theo ma tiền, bị ma tiền dẫn đi là sẽ không còn cách nào nữa đâu. Thậm chí còn âm đi đấy. Đấy. Thì là năm loại ma kinh khủng nhất và nhiều nhất ở Việt Nam và trên thế giới. Tôi xin tổng hợp lại và giới thiệu với các bác và các bạn để cho chúng ta một ý, là chúng ta tăng thêm những cái hiểu biết về các loại ma. Thứ hai là tránh được loại ma nào thì chúng ta tránh nó đi, để cho bọn ma nó ám vào người thì đôi khi là rất là nguy hiểm cho chúng ta và người thân của chúng ta, các bác và các bạn. Vậy xin cảm ơn các bác và các bạn đã lắng nghe clip về tổng hợp ma của tôi nhé. Xin chào tạm biệt và gặp lại trong cái clip khác nhé.